Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa đến từ Auto 88, địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì em lại về rất là nhiều mặt hàng xe lướt để gửi tới tất cả mọi người. Thì em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một đó, và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội đó. Thì bên em đây, hôm nay em sẽ sale kịch sàn các dòng xe đang có mặt ở nhà em để cho quý anh chị có thể sở hữu một cách đơn giản nhất, đúng không ạ? Chiếc xe đầu tiên ở đây, thôi em đi chiếc màu xanh nằm trong góc trong cùng này nhá. Đây là chiếc Volkswagen Passat, em có quay một vài lần rồi. Đây là phiên bản Blue Motion 2, phiên bản đời chót đấy ạ. Sản xuất 2018 và đăng ký năm 2019. Đó, xe thì khoác lên mình là màu ngoại thất là màu xanh Kansai, rất đẹp luôn anh chị nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Có thể nói chiếc xe này đi có thể còn sướng hơn Camry luôn đấy ạ. Quá dài và đẹp. Riêng cái bộ riêng cốp của chiếc xe đựng vừa ba bộ gậy luôn anh chị ạ. Nội thất của chiếc xe thì không khác gì xe mới, xe thì mới chỉ chạy 2 vạn zin km anh chị nhá. Cam kết km zin. Đó, và đây là cái đời chót nhất của chiếc Volkswagen Passat. Xe thì sử dụng chung khung gầm với chiếc Audi A6. Ngồi rất rộng rãi luôn, đúng không ạ? Có thể nói hàng ghế sau gần như chưa có người sử dụng. Đó. Tiếng đóng cửa chắc nịch. Xe mới đâu đó lăn bánh khoảng 1 tỷ rưỡi thì em Thái Hòa chỉ bán với giá là 1 tỷ 055 triệu đồng. Giá trên em vẫn còn thương lượng được. Đó. Tiếp đến đây là chiếc VinFast Lux SA phiên bản 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe một chủ từ đầu, tên cá nhân, biển số tỉnh anh chị nhá. Chiếc này thì em đang chào bán giá là 1 tỷ 199 triệu đồng. Chiếc VinFast Lux SA này thì đây là cái bản cao cấp nhất, thì xe sẽ được trang bị camera 360 này, đèn ambient light này. Đó, ghế da nắp pan này. Xe là sử dụng hai cầu luôn của anh chị nhá, dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Chiếc xe đến từ thương hiệu Việt Nam đi quá là sướng rồi, đúng không ạ? Gọi là xác thì là xác Việt Nam nhưng mà hồn lại hồn của nước Đức, BMW. Rất sướng luôn. 1 tỷ 199 triệu đồng cho chiếc VinFast Lux SA phiên bản 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký năm 2021 ạ. Ở bên cạnh đây thì chiếc Peugeot 3008 em đã nhận cọc rồi. Ở góc bên này đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2 phun dầu Premium, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, tên cá nhân, biển số quốc tỉnh anh chị ạ. Xe thì mới chỉ chạy 4 vạn km thôi. Máy dầu mà chạy 4 vạn km thì vẫn còn rất là mới luôn, đúng không ạ? Đây là cái bản cao cấp nhất Premium, thì xe sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, ghế da hai màu, hay là cảnh báo vượt trên gương, hắt kính các kiểu, nói chung là đầy đủ hết. Xe cũng sử dụng động cơ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đó, nội thất của chiếc xe thì mới vô cùng luôn. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 1 tỷ 235 triệu đồng. Đó, giá trên thì vẫn thương lượng thoải mái luôn anh chị nhá. Tiến ra góc bên ngoài. Đó, đây là chiếc New Mazda 6, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe thì mới chỉ chạy được 200 km anh chị nhá. Em xin nhắc lại là xe này mới chỉ chạy được 200 km ạ. Và đây là bản 2.0 tùy chọn cao cấp, đăng ký vào cuối tháng 5 năm 2022, nghĩa là xe mới chỉ mua được vài tuần thôi là đã bán lại cho em rồi. Đó, xe thì khoác lên mình là màu đỏ pha lê này, rất đẹp luôn anh chị ạ. Cái bản Premium tùy chọn cao cấp này thì xe đã được trang bị bộ vành mới rồi, hay là camera 360, hắt kính, 11 loa Bose, rèm điện. Đó, xe mới đâu đó lăn bánh khoảng 1 tỷ 085, biển Hà Nội thì em Thái Hòa chỉ bán với giá là 965 triệu ạ. Và giá trên lại vẫn còn bớt được, quá tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Xe thì không khác gì xe mới anh chị ạ, xe không khác gì xe mới cả. Chắc chắn con này là anh em mình chỉ quan tâm về giá thôi. Đó, đây là chiếc New Mazda 6 anh chị nhá. Rất nhiều chỗ ni lông trên xe chưa bóc. 965 triệu đồng cho chiếc Mazda 6, New Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium, tùy chọn cao cấp, sản xuất và đăng ký vào tháng 5 năm 2022 ạ. Ở kế bên đây là một mẫu xe sedan hạng D, đây là chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, tên cá nhân, biển số quốc tỉnh anh chị nhá. Xe này thì mới chỉ chạy 2 vạn km zin. Đó, xe màu đen, nội thất kem cực kỳ bắt mắt luôn.
Camry Q-Form mới thì trang bị cũng quá là nhiều option rồi đúng không ạ? Xe nhập khẩu của chiếc Thái Lan được trang bị cửa sổ trời này, hai ghế điện này, nhớ ghế này, cần số điện tử, phanh tay điện tử này. Đó, màn hình cảm ứng rất đẹp, vô lăng 3 chấu. Và cái mà em thích nhất ở trên chiếc Camry Q vẫn là hàng ghế sau đúng không anh chị? Đó, hàng ghế sau. Hàng ghế sau có những nút cảm ứng có thể ngả ghế hay là ngửa ra được. Đó, rất xịn sò luôn, như chủ tịch luôn đúng không ạ? Chiếc này thì em đang chào bán với giá em xin lỗi. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 1 tỷ 199 triệu đồng. Em để một mức giá cũng rẻ nhất ở trên chợ xe, 1 tỷ 199 triệu đồng cho chiếc Camry 2.5 Q. Xe màu đen, nội thất màu kem, chạy 2 vạn km. Xe sẵn hồ sơ rồi anh chị nhé. Tiếp đến đây là chiếc Ford Focus phiên bản 1.5 EcoBoost, sản xuất và đăng ký năm 2018. Đó, xe là bản sedan anh chị nhé. Xe bản sedan, xe là biển thành phố một chủ từ đầu. Biển thành phố nghĩa là mặc định anh chị sang tiền Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Chiếc này thì độ rất là nhiều đồ luôn, độ hơn 60 triệu tiền đồ. Em chỉ bán với giá là 525 triệu đồng thôi ạ. Chiếc Mazda 3 bên cạnh đây thì em đã nhận cọc rồi. Tiếp đến đây là chiếc Kia K3 phiên bản 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký vào năm 2022. Và xe thì mới chỉ chạy được hơn 2.000 km thôi, cũng rất mới, không khác gì xe mới cả. Đó, anh em muốn tiết kiệm vài chục triệu thì đến gặp em. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 725 triệu đồng. Cũng là một mức giá mà em chào rẻ nhất ở trên chợ xe luôn ạ. Sản xuất 2022, biển số quốc tỉnh anh chị nhé. Tiếp đến đây là chiếc Peugeot 5008. Peugeot 5008 phiên bản 1.6 Allure, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2018. Xe biển số quốc tỉnh anh chị nhé. Bên em đã thực hiện cho rút hồ sơ rồi. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 929 triệu đồng. Ở bên cạnh đây thì chiếc Peugeot xanh em đã nhận cọc rồi này. Đây nữa. Chiếc xe cuối cùng muốn gửi tới tất cả mọi người, đây là chiếc Honda CR-V phiên bản 2.0 số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2015. Xe thì chạy hơn 8 vạn km nhưng mà nội thất của chiếc xe thì vẫn còn rất là mới luôn. Xe sẵn biển Hà Nội luôn anh chị nhá. Xe sẵn biển Hà Nội luôn. Đó, nội thất của chiếc xe thì đẹp tuyệt vời luôn ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Rất đẹp luôn anh chị nhá, rất đẹp luôn. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 665 triệu đồng. Một mức giá rất tốt rồi đúng không ạ? Đó, hiện tại thì cửa hàng em cũng đang chỉ còn từng đẩy xe thôi. Vì chiếc Vios hay là chiếc Ford Focus thì em đã đều nhận cọc trong tuần qua rồi. Đó. Nên là em sẽ vẫn đang về, em vẫn đang về chiếc Kia Sorento này. Em vẫn đang về thêm chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng 2017 full xăng. Đó thì em sẽ lên sóng ở những clip sau anh chị nhé. Tất cả những cái xe này thì bên em đều hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Anh chị có nhu cầu mua xe hãy liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn mọi người đã xem hết video và chúc anh chị một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.